Nếu như quý khách hàng đang có nhu cầu muốn tìm mua một căn biệt thự đơn lập góc tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm, có vị trí gần với biển hồ trung tâm, trường đại học Vinuni, khu chung cư và đi lại thuận tiện, cũng như có một mức đơn giá thích hợp mua để ở cũng như mua để đầu tư, thì căn biệt thự đơn lập góc san hô 0725 là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý cho quý khách hàng. Các bác hãy cùng với em xem tham khảo nhé. Em Dương xin mời. Vâng, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Căn biệt thự đơn lập góc san hô 0725 tọa lạc tại một vị trí vô cùng đắc địa các bác ạ. Chúng ta đi thẳng ra kia là sẽ đến với bể bơi ngoài trời, công viên và ra khu chung cư. Chúng ta rẽ tay phải, chúng ta đi thẳng sẽ ra hồ thôi. Chỉ cách hồ 24,5 hecta, khoảng chừng 60 m. Và căn này có một ưu điểm, đó là lô góc mặt tiền lên tới 33 m các bác ạ. Các bác hãy cùng vào với em bên trong để xem tham khảo nhé. Căn biệt thự đơn lập góc này đang được chủ đầu tư bàn giao cho chủ nhà hoàn thiện cơ bản mặt ngoài, vẫn chưa thiết kế công năng của từng tầng. Và như các bác đang nhìn thấy đây thì cái khoảng sân vườn này rất là rộng, với 4 mặt thì gia chủ về có thể thiết kế ở đây làm tiểu cảnh hòn non bộ cũng như làm bể bơi ngoài trời, vô cùng ấn tượng. Các bác hãy vào xem bên trong cùng với em Dương nhé. Hiện tại bên trong nhà thì vẫn là nền cát các bác ạ. Đấy, và tường mới chỉ là trát thôi và chưa có cầu thang đi lên. Các bác sẽ về tự thiết kế công năng của từng tầng theo cái ý muốn và sở thích của mình. Và như em Dương chia sẻ thì căn này diện tích xây dựng dưới tầng 1 rất là lớn các bác ạ, lên tới gần 90 m, nên là các bác tha hồ thiết kế công năng và có thể thiết kế từ 4 đến 5 phòng ngủ vẫn ok các bác ạ. Vâng, các bác cần xem trong ngôi nhà và nhận sự tư vấn chuyên sâu nhất về căn san hô 0725 này, xin hãy liên hệ với em Dương. Em Dương sẵn sàng phục vụ và tư vấn các bác chuyên sâu nhất.